đập hộp với bé Tâm mọi người ơi. Đập hộp đồ mới nha con nha. Mình đọc theo cách bình dân của mình nha. Tê phô tục bô lai. Tâm ở đây giữ đồ nha. Đi lấy đồ nha. Hello. Giữ đồ giỏi quá chưa. Ở đây nè con. Nè. Đây là cây quạt của nhà. Vậy. Đây là cái chân. Dễ lắp chưa bà con? Mát quá.